Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua tại giải cờ vua BM Chess 2022. Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm đã trở lại mạnh mẽ, đánh bại nhiều cao thủ để lọt vào top 20 thế giới với Elo 2728. Và tất nhiên là trên con đường này không có ít chướng ngại vật mà anh phải vượt qua. Một trong số đó là cựu vô địch World Cup Gata Kamsky. Đây thì kể coi là một trong những đối thủ kỵ dơ của Quang Liêm. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với cuộc đọ sức giữa Gata Kamsky và Quang Liêm tại giải cờ vua BM Chess Master 2022 nhé. Trong trận đấu này thì Kamsky là người chơi con trắng và Quang Liêm là người cầm quân đen. Đầu tiên thì nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy ấn vào nút đăng ký và nhấp bên cái chuông để nhận thông báo xem những ván cờ vua mới nhất. Đừng quên để lại một like để động viên và ủng hộ admin dạy chơi cờ vua nhé. Với lợi thế cầm quân trắng, Kamsky mạnh mẽ khởi đầu ván cờ bằng nước tốt E4. Như thường lệ khi đối đầu với các cao thủ thượng đỉnh, Quang Liêm nhanh chóng đáp trả bằng nước tốt E5, sử dụng khai cuộc thoáng để chống lại cao thủ lừng lẫy một thời. Trắng nhảy mã F3, nước cờ tấn công được coi là mạnh nhất. Đen phát triển mã cánh hậu lên C6. Bảo vệ tốt và tranh giành quyền kiểm soát trung tâm. Trắng phi tượng lên B5, triển khai phòng thủ Tây Ban Nha, một loại khai cuộc rất được các cao thủ ưa chuộng trong thời gian gần đây. Đen để tốt A6, đuổi tượng trắng chạy với A4. Đen nhảy mã F6, phản kích vào tốt trung tâm E4. Trắng nhập thành, đưa vua vào vùng an toàn, chuẩn bị cho các trận đánh lớn. Đen theo sơ đồ khai cuộc Tây Ban Nha cổ điển, đưa tượng lên E7, án ngữ trước mặt vua. Trắng qua xe E1 bảo vệ tốt. Đen để tốt B5, đuổi tượng trắng chạy về B3. Đen để tốt D6, củng cố trung tâm và mở đường cho tượng C8 xuất trận. Trắng để tốt C3, chuẩn bị dâng tốt D4 đánh chiếm trung tâm. Thế trắng chuẩn bị mở trung tâm, đen lập tức nhập thành, đưa vua vào góc bàn cờ, sẵn sàng nghênh chiến. Trắng theo kế hoạch dâng tốt D4, phản kích vào trung tâm. Đen phi tượng lên G4, tung đòn rằng khống chế mã F3, tạo ra áp lực tấn công lên con tốt ở D4. Trắng túc tốt tràn sang D5, bắt mã. Đen chạy mã lên A5, uy hiếp tượng. Không muốn để mất con tượng tấn công chiến lược này, trắng rút tượng chạy về C2, né đòn. Đen để tốt C6, phản công vào trung tâm. Trắng để tốt H3, đuổi tượng. Không làm ăn được gì, đen lại rút tượng chạy về C8. Trắng ăn tốt vào C6. Nếu mà vội vàng ăn mã về C6 thì sẽ mất đi vị thế tấn công đẹp của con mã. Do đó thì đen đã di chuyển hậu lên C7 để bắt tốt. Trắng phát triển mã cánh hậu lên D2. Đen ăn hậu lên C6. Trắng lùi mã về F1, chuẩn bị di chuyển lên G3 để tập kết ở mặt trận cánh vua, chuẩn bị lực lượng để phản công. Đen nhảy mã vào C4, làm điểm tựa cho các cuộc tấn công ở bên cánh hậu. Trắng theo kế hoạch đưa mã lên G3. Đen triển khai tượng lên E6, mở thông hàng ngang số 8 cho hai xe liên kết nhau, sẵn sàng tham chiến ở các điểm nóng. Trắng nhảy mã H4, âm mưu tiến vào F5. Đen qua xe C8, tập trung quân chủ lực sang bên cánh hậu. Trắng theo kế hoạch nhảy mã vào F5, tấn công tượng. Ở vị trí này thì mã trắng có thể tạo ra ngòi nổ cho các đợt tấn công bên cánh vua của trắng. Đen chạy tượng với F8 phòng thủ. Trắng phi hậu lên F3, đe dọa sẽ vào H6 chiếu. Thế vậy, đen lập tức rút mã về E8, tránh khỏi sự dòm ngó của hậu trắng. Trắng qua xe D1, rình rập trên cột D. Đen đẩy tốt G6, đuổi mã khỏi vị trí chiến lược. Không thèm chạy, trắng đẩy tốt B3, tấn công lại quân mã ở C4. Đen chạy mã về B6. Nếu mà tháo chạy về thì sẽ bị mất tem. Trắng bèn nhảy mã H6 chiếu. Không muốn lằng nhằng, đen ăn luôn tượng vào H6. Trắng ăn tượng xuống H6. Không chậm trễ, đen ăn hậu vào C3, gạ đuổi hậu, đồng thời tấn công tượng. Nếu mà đuổi hậu lúc này thì cuộc tấn công ở bên cánh vua của trắng sẽ tự động tan rã, trong khi lại kém một đối phương, một con tốt chay. Còn nếu mà chạy hậu thì sẽ mất tượng.
rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trắng chọn giải pháp chạy tượng lên D3 che chắn cho hậu để tránh giao chiến. Ăn hơn tốt, đen lại lùi hậu về C7 đề phòng có biến. Trắng hùng hổ dâng tốt H4, đe dọa sẽ tràn sang H5, đột phá vào hệ thống phòng ngự bằng tốt bảo vệ vua. Đen qua hậu E7 hỗ trợ phòng ngự. Trắng theo kế hoạch thúc tốt tràn sang H5 công phá. Đen lùi mãi về D7, định di chuyển lên C5 để phản công. Nhưng đi này lại chặn mất đường về của tượng và trắng bất ngờ nhảy mã về F5, phế mã để tạo thế tấn công hậu. Tưởng ngon, đen ăn tốt lên F5, trắng ăn tốt vào F5 bắt tượng. Hết đường chạy, đen đành bỏ lại tượng để vào vua H8, tránh khỏi cột G nguy hiểm. Sợ để lâu, đêm dài lắm mộng, trắng nhanh chóng ăn tốt vào E6, nên ăn tốt lên E6. Trắng qua xe C1, quyết tâm giành lại cột mở C, hòng chiếm lấy thế chủ động trên chiến trường. Đen nhảy mã F6, rình rập. Trắng lùi tượng về E2, đề phòng bất chắc. Đen qua xe G8, cố gắng tận dụng cột G để mở cuộc phản công nhằm vào vua trắng. Theo chúng tôi thì ở đây, trắng có thể xuống xe C6, phối hợp giáp công vào con tốt D6. Đen nhảy mã D5 che thì trắng sẽ phế luôn xe vào D5. Đen ăn tốt lên D5 thì trắng sẽ ăn hậu lên D5. Đen nhảy mã F6 bắt hậu thì trắng sẽ ăn hậu vào D6. Đen đuổi hậu vào D6 thì trắng sẽ ăn xe sang D6 và đưa về cờ tàn xe hai tượng tốt đấu với song xe mã. Đen tuy hơn chất song trắng lại hơn một tốt, và đặc biệt là có sự cơ động của hai tượng rất mạnh trong cờ tàn. Trở lại với diễn biến ván cờ, trắng phi hậu xuống B7 cắm chốt, chuẩn bị đưa xe xuống xâm nhập ngang số 7. Đen nhảy mã C5, khống chế ô C7 để ngăn chặn xe trắng đột nhập. Trắng lên tượng F3 để dọa thủ tiêu quân mã. Đen lên hậu F6, giả vờ hớ hênh mất mã, kỳ thực là rình bắt con xe tượng ở H6. Không ngờ lại gặp phải thằng liều ăn luôn hậu và mã D7. Có lẽ là trắng cũng đang tính toán, đen ăn hậu và F3 thì trắng sẽ có đòn xuống tượng G7 chiếu, bịt cột mở G lại để tháo rằng, hòng bắt lại quân hậu. Đen ăn xe lên G7 thì trắng sẽ ăn hậu và G7 chiếu. Đen ăn vua lên G7 thì trắng sẽ ăn tốt lên F3 và trắng sẽ chiếm ưu thế lớn trong cờ tàn khi mà hơn chất. Trở lại với diễn biến ván cờ, thấy trắng hổ báo, đen lập tức đưa xe qua D8 tấn công hậu. Theo chúng tôi thì ở đây, trắng có thể chạy hậu sang B7 để tránh đòn. Đen ăn hậu sang H6 thì trắng sẽ ăn tượng vào D5. Đen ăn tốt lên D5 thì trắng sẽ ăn hậu về D5. Đen ăn hậu lên H5 thì trắng sẽ lên xe C3, sử dụng hàng 3 để phản công lại. Và thế cờ sẽ diễn biến tương đối là cân bằng, cơ hội chia đều cho cả hai bên. Tuy nhiên thì không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hay là thời gian sắp hết nên Skamsky lại liều lĩnh lao tượng xuống G7 chiếu, định chơi đòn phối hợp với Quang Liêm. Không chậm trễ, đen ăn xe lên G7 mồm kêu: mình xin. Chót đâm lao thì phải theo lao. Trắng nghiến răng thọc xe xuống C8, hợp sức tấn công vào điểm yếu nhất trong hệ thống phòng thủ của đen, đó là hàng ngang số 8. Thế nhưng có lẽ là do tuổi tác đã cao, tính toán nhiều, lại mụ mị đầu óc, nên siêu đại kiện tướng lừng danh một thời đã tính xót nước và không bỏ qua cơ hội ngon ăn này. Quang Nghiêm lạnh lùng ăn xe sang D7, cười khanh khạch vì chén được em hậu, thơm phức. Xót đòn bị mất con hậu chay, Gata Kamsky đành phải dừng đồng hồ chịu thua ngay lập tức để tránh khỏi một cái kết sấp mặt. Trường hợp mà trắng chảy cối chơi tiếp thì ván cờ sẽ tiếp diễn như sau.